Và các bạn có thấy cái mình đang thấy không? Một cái đèn rồng. Nhưng mà cái đèn rồng nó lạ lắm. Và các bạn nhìn vào cái số kim cương kìa. Con này chỉ đã có 84 kim cương thôi nha các bạn ơi. Nhưng mà có cái gì đó nó sai sai ở đây. Ở đây các bạn nào thấy sai sai ở chỗ nào không? Đó chính là cái đèn rồng này lại được bán ở trong cái phần quà thư. Đó chính là 39 thỏi vàng đó các bạn ơi. Các bạn không nhìn lầm đâu. Đó chính là 39 thỏi vàng. Và đây thật sự là một cái món quà rất là hời cho các bạn dân cày dây đó nha. Nếu các bạn nào mà có kim cương thì các bạn tranh thủ mua cho mình cái đèn rồng này đi. Để mình sợ là sau này game sẽ là fix lại và các bạn không còn cơ hội để mua đâu. Và đây là các cách để chúng ta nhận các bản tên mới trong phiên bản cập nhật. Thì có rất là nhiều bản tên và có cái hướng dẫn ở đây. Các bạn nhớ là xem cái hướng dẫn hoặc chụp màn hình lại đó để làm nhiệm vụ để nhận các bản tên mới này nha. Đó chính là đầu tiên, đó chính là ban nhạc. Spam chơi nhạc cụ 10 lần trong phòng âm nhạc. Tiếp theo là nhân viên ngân hàng. Các bạn sẽ là chơi game phân loại tiền ở trong ngân hàng tầng 2 bên khu trung tâm. Tiếp theo đó chính là tân binh. Các bạn sẽ là spam bóng đá 10 lần ở sân bóng bên khu trung tâm. Bản tên thư ký, các bạn sẽ là spam ký giấy tờ 30 lần ở tòa thị chính ở bên khu trung tâm. Nhân viên công chức, các bạn sẽ là ngồi máy tính trong vòng 1 phút ở bên tòa thị chính bên khu trung tâm. Kỹ thuật viên massage, các bạn sẽ là spam massage 5 lần ở trong khách sạn bên khu trung tâm. Quản lý khách sạn, các bạn sẽ là spam sử dụng máy tính 25 lần ở trong khách sạn bên khu trung tâm. Bell boy, các bạn sẽ là spam đẩy vali 5 lần ở khách sạn bên khu trung tâm. Bản tên thợ làm bánh, các bạn sẽ spam cán bột 10 lần ở trong siêu thị lớn bên khu trung tâm. Nhân viên bán thời gian, các bạn sẽ là mua 11 hạt cà phê bên siêu thị lớn ở bên khu trung tâm. Kiến trúc sư là các bạn sẽ là đặt đồ nội thất ra nhà. Phi công, các bạn sẽ là du lịch 20 lần và đóng mộc 20 lần vào cái passport. Nhân viên bán hàng, các bạn sẽ là spam rau bán thịt bán bánh mì 30 lần ở bên siêu thị lớn khu trung tâm. Nhân viên pha chế, các bạn sẽ là làm 30 ly cà phê latte ở quán cà phê bên khu trung tâm. Bậc thầy cà phê, các bạn sẽ là làm 50 ly cà phê latte ở quán cà phê bên khu trung tâm. Và các bạn tên ăn trộm, các bạn sẽ là ăn trộm xe đạp đối diện siêu thị lớn bên khu trung tâm. Bản tên người rửa chén, các bạn sẽ là spam bật vòi nước 5 lần Coreno Kitchen ở bên khu trung tâm. Học sinh lưu ban, các bạn sẽ được 5 điểm F ở trường học bên Playa. Và đây là các cách hướng dẫn lấy bản tên của bạn cà rốt đã đăng trên group Play Together rồi. Và xin cảm ơn bạn hướng dẫn là chi tiết nha. Nice. Ôi các bạn ơi, mình có đang mơ hay không các bạn ơi? Ở trong cái phần quà thư của mình hôm nay có cái gì lạ nè. Gói nhà lều tiết in lô. Không biết là ngày hôm nay có ai nạp nhầm vô cái nick của mình hay không nữa mọi người ơi. Rồi và xin là cảm ơn ai đã nạp nhầm vô cái nick của mình nha. Cảm ơn cái bạn đó rất là nhiều luôn. Ồ là trời, không biết ai mà tốt bụng mà tặng mình cái nhà trị giá là gần 1 triệu bạc đó các bạn ơi. Rồi quá là giàu luôn đó nha. Đó, mình có bao giờ mình mua mấy cái này đâu các bạn ơi. Đấy, mấy cái này mắc quá, mình không có đủ xiên lắm mình mua mọi người ơi. Hoặc là mình dân cày chay mà. Rồi, đã nãy giờ mình đang trôn các bạn thôi. Đã chứ đây thật sự là cái món quà rất là đặc biệt của mình nha. Nãy bạn mới cho các bạn một chút. Đây là cái món quà sinh nhật của mình. Đó, món quà sinh nhật sớm của mình đấy mọi người ơi. Và mình được một người bạn rất là đặc biệt tặng cho mình đấy. Quá là đã nha. Và mình đố các bạn cái sinh nhật của mình là vào ngày mấy. Ở đây các bạn nào còn nhớ hay là không? Rồi chắc các bạn không nhớ đâu. Thì mình nhắc lại một chút nha. Đã sinh nhật của mình là ngày 30 tháng 1 đó các bạn ơi. Rồi các bạn nhớ là chuẩn bị quà đã tặng cho mình đó nha. Và tới cái ngày đó thì mình sẽ làm một cái video clip về cái mở hộp quà của các bạn tặng quà sinh nhật cho mình nữa. Đó thì mình sẽ là đọc quà này, mình sẽ là mở quà và đọc comment của các bạn nha. Rồi và sẵn tiện là nhận quà sinh nhật thì mình cũng sẽ là review một chút về cái ngôi nhà lều tiết in lô này. Đó về 114 ngôi nhà của chúng ta và có thêm các cái phụ kiện bằng băng mới là các bạn ơi. Đó, một cái bản tên băng trị giá là 22 kim cương đây mọi người ơi, khá là đẹp. U là chờ, và mình nhận cái ngôi nhà mới này mình mới để ý là có những cái phụ kiện cho nhà mới này các bạn ơi. Những cái món đồ bằng băng mới nè, hàng rào băng nè các bạn. Ấy giá là 9.450 tiền sao đây. Wow, đó mình mới để ý luôn á mọi người ơi. Rồi Rusuri nè, khá là đẹp đó các bạn ơi. Đấy, toàn là xung quanh là băng hết. Rồi hình như là có 2 món mới à. Đó đó các bạn ơi, đã bạn thấy chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Còn có cả người tuyết ở phía ngoài nữa nè. Đó, mình sẽ đi xung quanh cái căn nhà lều tuyết này cho các bạn coi nha. Đó, khá là xinh luôn. Rồi, đó, và chào mừng các bạn đến với ngôi nhà Tiết In Lô của mình. Rồi, các bạn sẽ là vào nhà của mình ở câu cá băng đó nha. Rồi, rất là nhiều cá cho các bạn câu luôn. Tuy là mình chưa vô câu lần nào hết. Và mình biết vì sao cái ngôi nhà băng nó lại đắt giá, và giá là 899k rồi đó các bạn ơi. Đó, tại là nó còn kèm thêm các phụ kiện ở bên lượt tiết nữa. Thì cái bộ phụ kiện này cũng là gần là 300k rồi đó các bạn ơi. Đó, nếu mà trừ ra thì là cũng là 600k đó các bạn. Đó, riêng cái ngôi nhà là 600k đó nha. Còn cái nội thất là cộng riêng vô là 300k, nó dồn lại là 900k đấy mọi người. Nhưng thêm mình nghĩ là game nên bán cái ngôi nhà riêng thôi. Đó, bán không thôi, đừng có bán chung với cái nội thất. Đó, ai muốn mua nội thất thì sẽ là mua cái gói riêng. Vì mình nghĩ là đâu có phải ai là muốn có nhiều tiền để nạp đâu các bạn ơi. Đó, cái nhà mà giá 900k thì cũng khá là chua đó. Ví dụ là bán tầm cái nhà không là cũng là 400k hoặc 500k là mình thấy hợp lý rồi. Wow các bạn ơi, các bạn ơi, một chiếc bóng năm kìa. Mình mới vừa mua cái ngôi nhà và thể cần câu khoảng là mấy lần thì mình gặp chiếc bóng năm kìa các bạn ơi. Mình câu sáng giờ là chưa có cái bóng năm nào cả. Đã bây giờ mình mua nhà là có bóng năm liền kìa. Ảo thật đấy. Rồi hy vọng sẽ lên cá sấu băng cho mình nha. Nội dương miệng thì càng tốt. Rồi lên. Ù là chờ, cái bóng năm đầu tiên của mình là bị đứt dây kìa các bạn ơi. Công nhận là su kè nè, thiệt chứ. Vậy có một cái tin rất là hot dành cho các bạn, đó chính là vào cái chủ nhật tuần này chúng ta sẽ có cái bộ đồ đèo rương kho báu cực kỳ là mới luôn, rất là hấp dẫn. Đó chính là cái bộ đồ cá heo băng đó nha. Đó, sự kiện băng thì còn có cá heo băng nữa. Và cái set đồ này gồm là 4 món là các bạn: một bộ đồ heo băng nè, giày cá heo băng, kính râm cá heo băng và bình phun tuyết cá heo băng. Và đương nhiên là chúng ta sẽ có cái tỷ lệ rương x2 rồi, nên các bạn nhớ là chú ý chủ nhật tuần này đi đèo rương kho báu nha. Và hiện tại là mình đang đi săn cá bóng 6 để mình săn cá mặt Megalodon băng về cái mập đầu bò tuyết nha các bạn ơi. Đó, nhưng mà vẫn chưa có được. Hôm qua là mình đã câu lên cái em thương long màu trắng và cái em cái mặt Megalodon màu đen à. Đó, chưa được cái con cá băng nào hết, xịn sò hết các bạn ơi. Rồi không biết là ngày hôm nay mình sẽ như thế nào nữa, nhưng hiện tại là mình đang coi mọi người kéo kìa, rất là hấp dẫn đó nha. Đó, nhìn người ta kéo mà mình hồi hộp theo luôn đó các bạn ơi, khá là rung. Rồi không biết cái bạn này kéo nó có lên cá mặt băng hay không đây các mọi người ơi. Rồi cùng nín thở chờ đợi nha. Và chưa có cái năm nào mà mình xui cà na như năm nay. Năm ngoái thì mình rất là hên, mình có duyên với cá heo băng lắm các bạn ơi. Nhưng mà năm nay thì mình lại không có duyên với các loài cá băng, không hiểu vì sao nữa các bạn ơi. Đó, rất là buồn luôn. Wow, và cái bạn kia lên cái con cái mặt Megalodon dương miệng kìa. Wow wow, cái bạn của mình, bạn Tâm các bạn ơi, bạn đó câu được siêu phẩm cá mặt Megalodon dương miệng, quá là ghê gớm nha. Ủa là trời, đó bây giờ mình mới chứng kiến tận mắt đấy các bạn. Rồi mình sẽ làm chat một câu khen bạn đó nha. Đó, 2 từ đẳng cấp, rồi quá là ghê gớm. Chưa gì bạn đó full cái bóng 6 băng rồi các bạn ơi, lợi hại lợi hại. Đây rồi các bạn ơi, một chiếc bóng 6 đây rồi. Nãy giờ là coi người ta kéo đẻ rồi, bây giờ đến lượt mình kéo nha. Đó, và hy vọng cái con cá bóng 6 này của mình sẽ lên một con cá băng gì đó. Cái mặt mega băng hoặc là cái voi đầu bò băng đó nha. Rồi nói 120 em. Đó, phải lên nhất định là 120 em đó nha. Đó, rồi con khác là mình buồn lắm. Và mình có nghe nói là chúng ta sắp sửa có cuộc thi câu cá băng mới ở vào ngày 13 tháng 1 đó các bạn ơi. Rồi nhưng mà mình chưa biết cái thông tin về cái cách câu cá băng nó như thế nào, đã tính điểm hay là câu từng con riêng hay nữa. Đó, mình cũng chưa nắm được các bạn ơi. Có gì là ngày mai mình sẽ là nắm bắt thông tin và mình hướng dẫn các bạn cách câu làm sao cho nó đạt top 1 nữa nha. Đó, câu cá sẽ là kinh nghiệm của mình đấy các bạn ơi, mình sẽ là chỉ cho các bạn cách đạt top 1. Rồi còn các bạn nào mà thích đồng hạng thì cũng được, đó khỏi mất công câu á mọi người. Nhưng mà riêng mình thì mình không có thích đồng hạng các bạn ơi. Đó, mình sẽ là câu hết sức mình luôn, nói chung là được bao nhiêu điểm thì mình sẽ là tham gia nha. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm xương máu của mình, các bạn muốn có nhiều cá băng thì các bạn vào những cái nhà lều tuyết á. Đó, mình thấy cái tỷ lệ ra cá băng rất là cao luôn các bạn ơi, và rất có nhiều cá băng khác nữa. Đó, các bạn muốn câu nhiều các bạn vô cái lều tuyết đó nha. Và nói chung là trong cái lều tuyết thì có đầy đủ tất cả các loại cá. Đó, các loại cá băng luôn nha các bạn ơi, trừ mấy con bóng 6 nè, rồi mấy con bóng 4 ở ngoài biển nữa. Đó, thì còn lại là nằm trong cái nhà tuyết hết. Wow, và mình đã lên cái con gì đây các bạn ơi, không phải cá băng rồi, một con thương long trắng dương miệng, hàng niêu đó nha. Siêu phẩm là đây chứ đâu các bạn ơi. Rồi tuy mà không lên cái băng nhưng mình thấy cũng rất là vui các bạn ơi, tại vì con này cũng khá là hiếm. Nói chung là con này là cũng là siêu phẩm đấy các bạn. Và mình cũng không cảm thấy có buồn gì cho lắm các bạn ơi. Đó, tại mình lên siêu phẩm mà, rồi cũng kệ các bạn ơi. Đó, có nón dương miệng rồi, cái này mình cũng chưa có. Wow, và có mấy bạn kia khuya cái mặt Megalodon băng kia, đó dương miệng đồ kia rồi. U là trời, tủi thân ghê các bạn ơi. Và để một ngày trôi qua mình mới lên cái con bê bê băng đầu tiên đây các bạn ơi. Đó, các bạn nào săn được bê bê băng chưa thì là cách săn là các bạn sẽ là câu bóng hai cho mình nha. Đó, các bạn sẽ là câu ở trong cái lều tuyết này nè. Đó, trong cái lều tuyết này có tất cả rất là nhiều loại cá băng khác nhau nữa. Wow, tiếp tục một cái bóng năm kìa các bạn ơi, một chiếc bóng năm kìa. Hy vọng sẽ lên cái con cá sấu băng đó nha. Rồi đất mồ rồi các bạn ơi, lên. Ồ, hình như là có cái gì mới nè. Wow, cái gì đây? Ủa trời, cá sấu trắng các bạn ơi. Mình câu lộn con rồi, con này là không phải là cá sấu băng mà cá sấu trắng kia. Rồi cũng là hàng niêu luôn. Quá là đau đớn đi các bạn ơi. Đó, mình cũng câu cá sấu nhưng mà cá sấu này lạ lắm, không phải cá sấu băng. Và các bạn có tin không, bây giờ mình mới câu được đó mọi người ơi. Đó, mình không có duyên với câu cá sấu hay sao á. Đó, bây giờ mình mới nhận nè. Đó, combo cá trắng các bạn ơi. Đó, nhận kim cương kìa. Rồi rất là nhiều cái bộ sưu tập ở trong đây mình chưa có nhận được hết nha. Rồi thêm một chiếc bóng 4 đây các bạn ơi. Sao ngày hôm nay hơn dữ vậy ta. Đó thì hiện tại là mình đang đi câu dạo nên các bạn ơi. Đó, mình đi từng nhà ngôi nhà khác nhau để mình lại xem thử hên xui nha. Nhưng mà mình vào cái căn nhà của cái bạn này rất là hên luôn. Ủa là trời, rồi cắn câu rồi các bạn ơi. Hy vọng sẽ lên cái con cá băng gì đó. Wow, con gì đây các bạn ơi, cá tầm băng xanh. Wow, wow, hàng mới này các bạn ơi, quá là đã nha. Rồi thêm một con cá băng mới đây. Tôi tưởng là không phải cá băng chứ mọi người ơi. Rồi rất là may mắn. Ok, và cảm ơn các bạn chủ nhà này đã nhảy phía cho mình. Và cái gì ngày mai mình sẽ là hướng dẫn các bạn đã cách câu thêm các loài cá băng khác. Trong cái video trước là mình hướng dẫn nhưng mà chưa có full các bạn ơi, mình chưa có đủ. Đó thì trong video sau mình sẽ hướng dẫn đầy đủ full tất cả 15 loại cá băng luôn. Và cũng như là hướng dẫn các bạn là cách đạt top 1 trong cái sự kiện câu cá băng nữa nha. Còn bây giờ thì cái video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và xin chào hẹn các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.